Em pha tất cả là sơn nước hết bác nha, không có gốc dầu đâu, làm toàn gốc nước hết. Mình rồi cách thức mình pha màu thôi và mình chọn các gốc thôi. Đây là màu này, em pha đây là mã này. Màu pha giờ gỗ anh em nha, đây là mã màu đầu ngựa. Còn sơn nước gốc A anh em sẽ mua thêm, anh em pha trộn vào. Nó hình dáng nó là như này, nên mình để cho anh em dễ hình dung thôi. Này là mình mà cho gốc T hoặc gốc B vào là màu nó không bao giờ nó tươi được anh em ạ. Màu này vẫn hơi đỏ nhiều, mình sẽ cho thêm vàng. Nếu mà làm cái thằng hơi đỏ thì chắc là phải cho tăng vàng đi. Chào toàn thể anh em nhé. Nay theo yêu cầu anh em thì mình chia sẻ cách vẽ vân gỗ. Thì trước khi ta vẽ vân gỗ thì ta cần một cái nền màu vàng và ta lau cái nền để cho nó ướt đi em nhé. Sơn này vẽ ta phải cho nó loãng ra, ta làm cho nó lâu khô hơn thì ta còn điều chỉnh vân. Thế thì các cái thứ vân anh em làm cho nó bám cho nhau, các cái đường tròn nó quyện với nhau ấy, thì cảm giác nó tự nhiên hơn. Và ta vẽ từng miếng một đấy nhé, vẽ vân rồi ta sẽ ăn dài xuống dần nhé. Ta không vẽ phát hết cả cây cột như thế nó sẽ bị cháy sơn. Ta vẽ này rồi vẽ lam ra thì làm này mình thi công thì nó nhàn hơn. Còn cái sơn này mình dùng nó là cái sơn nước anh em ạ, mình dùng cái sơn nước này, sơn gốc A, mình pha mấy cái màu vẽ 3D của mình. Vì gốc A thì màu nó mới tươi được, thì nên thì độ tươi nó cao thì nó giống độ thật của gỗ hơn. Anh em lưu ý khi là ta vẽ này ta phải cho cái sơn này loãng ra để ta khống chế, để ta tạo vân cho nó. Trước khi là ta tạo vân xong ấy thì ta sẽ lấy chổi ta sẽ phệt nhẹ lại ở trên cái bề mặt ta đã vẽ rồi đấy, tạo độ xước cho vân. Vậy nha, chào anh em.